ăn gì để bổ sung collagen vào trong da của chúng ta? Chúng ta đã nghe rất là nhiều về những cái sản phẩm, những cái thực phẩm chức năng uống để bổ sung collagen đúng không ạ? Chúng ta cũng nghe về những cái sản phẩm kem để mà nó có khả năng tăng sinh collagen. Nhưng mà theo một số các chuyên gia về dinh dưỡng, người ta cho rằng là cái cấu trúc da chúng ta để mà có được một sự săn chắc đàn hồi ấy, thì cái yếu tố dinh dưỡng nó vô cùng quan trọng. Và một trong những yếu tố đấy chính là cái collagen. Và chúng ta sẽ phải cần bổ sung những cái chất dinh dưỡng để mà làm sao nuôi collagen. Thực tế mà nói thì những cái thực phẩm hay là những cái viên uống collagen, bản chất của nó cũng chính là những cái thành phần mà để làm kích thích tăng sinh collagen, hoặc là thành phần để mà tổng hợp nên collagen. Bởi vì thế mà chúng ta vẫn có thể là sử dụng những cái thực phẩm hàng ngày của chúng ta, miễn là nó sẽ có những thành phần như thế thì nó cũng có thể là giúp cho chúng ta có thể là kích thích cái quá trình mà hình thành nên collagen được. Chúng ta sẽ nhắc đến lại một số những cái yếu tố để mà hình thành nên collagen. Ở những video trước thì tôi đã nói rất là rõ rồi. Thì cái nó sẽ có 4 yếu tố chính để mà trong cái quá trình tổng hợp nên collagen. Thứ nhất đó là vitamin C, thứ hai là prolin, và cái thứ ba là glycine, và cái thứ tư đó là cái yếu tố đồng, yếu tố vi lượng là đồng, để mà giúp cho cái quá trình mà tổng hợp collagen chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần bổ sung những cái dạng thực phẩm nào mà có đầy đủ những yếu tố đấy? Có thể là từ những cái dạng collagen, sau đó thì những cái thành phần bổ sung collagen đấy nó sẽ giúp cho da chúng ta nó trở nên là trẻ hóa da hơn. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 6 cái loại thực phẩm mà có thể là giúp cho các bạn có thể bổ sung collagen được. Cái yếu tố đầu tiên, thực phẩm đầu tiên là gì? Đó là nước hầm xương. Bởi vì chúng ta sẽ các nhà nghiên cứu người ta nhận thấy là trong xương này, trong sụn này, hay là trong mô cơ chúng ta thì có rất là nhiều collagen ở trong đấy. Bởi vì thế mà chúng ta có thể là ninh xương ra, thì tất cả những cái thành phần từ collagen ở trong xương hay là từ trong cái mụn sụn hay là dây chằng, nó sẽ được xuất ra ở những dạng nước hầm để mà chúng ta có thể là sử dụng nó. Nó giống như một cái dạng collagen tươi để mà chúng ta có thể là uống vào trong cơ thể chúng ta. Thực ra bản chất của nó chính là các axit amin thôi. Và sau khi mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm đấy, những cái dạng nước hầm xương như thế, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là bổ sung cái thành phần collagen của chúng ta. Nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào những cái loại xương khác nhau nha, chứ không phải là tất cả những cái loại xương giống loại xương nó đều bổ sung các loại collagen khác nhau. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên để mà chúng ta có thể là bổ sung cái collagen. Cái thực phẩm thứ hai của chúng ta nói đến ở đây đó là cá. Cá và những cái loại động vật có vỏ, các bạn nên nhớ nha, cá và những loại động vật có vỏ, ví dụ như là một số tôm, cua, ốc, những cái loại động vật như thế. Thế thì tại sao chúng ta lại là gọi là cá da? Thực ra mà nói là collagen nó sẽ là có rất là nhiều ở cái da của cá, chứ không phải là trong thịt của con cá. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy có những cái viên uống mà chúng ta gọi là viên uống vây cá mập, đúng không ạ? Tại sao người ta không gọi là viên uống thịt cá mập mà lại gọi là vây cá mập? Bởi vì ở trong vây cá mập, ở trong da, không phải cá mập mà mỗi mình cá mập đó nha, mà rất là nhiều những cái loại cá ở trong vây, ở trong da của nó, thì nó sẽ chứa hàm lượng collagen cao hơn rất là nhiều ở trong thịt của con cá. Bởi vì thế mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta có thể là ăn ở cái phần da hay phần vây hay phần sụn ấy, thì đấy mới là cái phần mà nó bổ sung rất là nhiều collagen dành cho chúng ta. Thì đặc biệt là những cá mà động vật ở nước mặn của chúng ta, thì nó sẽ là bổ sung cái hàm lượng collagen và khả năng hấp thụ nó sẽ là tốt hơn so với những cái động vật nước ngọt của chúng ta. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái thực phẩm thứ ba mà chúng ta cần để mà chúng ta có thể ăn vào trong quá trình mà bổ sung collagen, đấy là lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng nha. Bởi vì trong cái lòng trắng trứng nó có rất là nhiều, ngoài cái việc mà protein ở trong lòng trắng trứng ra rồi ấy, thì nó có một cái axit amin mà có khả năng bổ sung cái quá trình mà tổng hợp collagen, đó là prolin. Đấy là một trong những cái axit amin mà giúp cho quá trình tổng hợp collagen nó rất là tốt. Chúng ta cứ nhớ lại nha, hai cái axit amin quan trọng nhất của trong cái tổng hợp collagen, và là prolin và glycine. Đấy là hai cái axit amin rất là quan trọng. Thì trong cái lòng trắng trứng nó sẽ có những cái thành phần như thế. Rồi, chúng ta sẽ đến cái thực phẩm thứ tư nha. Ba cái rồi, bây giờ thực phẩm thứ tư. Comment xuống nha, comment xuống cái thực phẩm thứ tư chúng ta ở đây là gì. Đấy là những cái loại mà hoa quả mà có nhiều vitamin C. Các bạn còn nhớ là vitamin C là một trong những cái thực phẩm mà rất là quan trọng trong quá trình mà kích thích cái collagen nó tăng sinh, đúng không ạ? Hay là cái quá trình tổng hợp collagen nó bắt buộc nó phải có vitamin C thì nó mới dẫn đến được cái quá trình tổng hợp được collagen. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cần bổ sung những cái loại thực phẩm, những cái hoa quả nào mà có chứa nhiều vitamin C thì nó sẽ giúp cho quá trình mà tổng hợp collagen sẽ được tốt hơn. Một số những thực phẩm mà những hoa quả mà chứa nhiều vitamin C như là ổi,
ổi cực kỳ nhiều vitamin C. Các bạn có thể là ăn ổi để mà bổ sung vitamin C. Tiếp theo nữa là gì? Là những cái loại quả mà có múi, ví dụ như là cam, bưởi hay là chanh. Ở trong đấy thì cũng có rất là nhiều những vitamin C trong đấy. Và một số những cái loại hoa quả nữa, ví dụ như là quả ớt chuông trong đấy cũng rất là nhiều vitamin C dành cho chúng ta khi mà chúng ta bổ sung trong quá trình mà cung cấp vitamin C, quá trình tổng hợp collagen chúng ta. Chúng ta được 4 cái đúng không ạ? Ra đến cái thứ 5. Thứ 5 ở đây là gì? Một trong những cái thành phần vi lượng mà chúng ta đã có nhớ đến quá trình tổng hợp collagen không ạ? Đó là cái vi lượng là yếu tố đồng. Nó sẽ giúp trong quá trình tổng hợp collagen chúng ta. Thế thì một trong những cái loại hạt mà chúng ta thường hay ăn vặt ấy, đó là hạt điều. Trong hạt điều nó có rất là nhiều thành phần đồng và kẽm ở trong đấy. Và đấy chính là một trong những cái yếu tố vi lượng để mà giúp cho quá trình tổng hợp collagen nó sẽ là được tốt hơn. Thì đấy chính là 5 cái mà chúng ta giúp cho quá trình tổng hợp collagen. Và chúng ta được 5 cái đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn cái cuối cùng. Cái này chính là cái thực phẩm mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày rất là nhiều. Và rất là may mắn cho các bạn là rất là nhiều người chúng ta có thể sử dụng được nó. Đấy là thịt gà. Ngoài thịt gà, chúng ta ở da gà nó chứa rất là nhiều collagen nha. Nhưng mà ngay trong cái thớ thịt của con gà nó cũng chứa rất là nhiều collagen ở trong đấy. Bởi vì thế mà khi mà chúng ta ăn thịt gà, đặc biệt những cái thực phẩm mà cái loại thịt trắng ấy, thì nó sẽ chứa rất là nhiều collagen ở trong đấy. Thịt trắng thì nó sẽ chứa nhiều collagen hơn. Và chúng ta sẽ sử dụng nó, thịt gà, để mà bổ sung trong cái quá trình mà cung cấp cái thành phần mà tổng hợp collagen trong cơ thể chúng ta. Thì đấy chính là 6 những cái thực phẩm mà có thể là giúp cho các bạn có thể là ăn vào để mà làm tăng sinh collagen. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta comment xuống để mà chúng ta nhớ lại nha. 6 thứ nha. Ôn lại bài này. Cái đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên đó là nước ninh xương, nước hầm xương. Cái thứ hai là cá, đặc biệt là những da cá và một số những cái loại thực phẩm ở biển mà có vỏ. Cái thứ ba đó là những cái hoa quả mà chứa nhiều vitamin C. Những hoa quả chứa nhiều vitamin C. Cái thứ tư là gì ạ? Thứ tư đó là hạt điều, vì trong hạt điều nó giúp cho chúng ta có được cái hàm lượng đồng ở trong đấy rất là cao. Cái thứ năm đó là trứng, đặc biệt là lòng trắng trứng, nó cung cấp cho chúng ta cái prolin để mà quá trình tổng hợp collagen. Và cái cuối cùng thứ sáu đấy là thịt gà, cả da gà nữa nha. Thì đấy chính là 6 những cái thực phẩm có thể là giúp cho các bạn bổ sung rất là tốt cho collagen. Ok, nếu như các bạn có bất kể các câu hỏi nào, các bạn có thể là comment xuống ở dưới này. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những video tương tự như thế này để mà trả lời cho các bạn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Cao Trần Ngọc để chúng ta có thể là cập nhật những cái kiến thức mới nhất hàng ngày. Mà nếu như mà hay thì cho một cái lượt like nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái, cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.